Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong chương trình suy niệm lời Chúa hôm nay, cha Giuse Trần Châu Đông sẽ đến với quý vị và anh chị em qua bài phúc âm hàng ngày, chia sẻ lời Chúa và suy niệm. Mến chúc quý vị và anh chị em một buổi suy niệm sốt sắng và an bình trong Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Hôm nay giáo hội mừng lễ nhớ kính thánh Cecilia, trinh nữ tử đạo và là bổn mạng của nhiều ca đoàn trong giáo hội. Lời Chúa được trích từ sách Phúc âm của Thánh sử Matthew, chương 25, câu 1 tới câu 13 với chủ đề Cecilia, khúc ca tạ ơn dâng Chúa. Bấy giờ, nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón Chúa rể. Trong 10 cô đó, thì có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả thật, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn, vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên, chú rể kia rồi ra đón đi. Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng, xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi. Các cô khôn đáp, sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới, rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi, thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp, tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Chiêm ngắm cuộc đời và gương sáng của Thánh nữ Cecilia mà giáo hội cho chúng ta mừng kính hôm nay. Cuộc đời của Thánh nữ đã trở nên như những nốt nhạc thật đẹp để đời và đã được phác họa qua bài hát khúc ca tạ ơn của Linh Mục Thiên Ân để ca tụng Thiên Chúa Toàn Năng. Đời con là những nốt nhạc thiêng, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Vậy tuyệt vời như thế, vậy thử hỏi Thánh Cecilia là ai vậy? Thánh nhân là một trong các vị tử đạo nổi tiếng ở thành Roma. Nhưng các câu chuyện về Ngài vẫn không được kể lại một cách chính xác. Thời kỳ đầu không thấy dấu hiệu nào cho thấy Thánh Cecilia được tôn kính cả. Một câu được khắc hồi thế kỷ thứ 4 nói đến một nhà thờ mang tên Thánh Cecilia và lễ mừng kính Ngài có từ năm 545. Theo truyền thống, Thánh Cecilia là Kitô hữu thuộc dòng tộc
quý tộc. Đính hôn với một người Roma tên là Valerian. Nhờ ảnh hưởng lòng đạo đức của thánh nhân, Valerian đã trở lại đạo và chịu tử đạo với người anh em của ông. Còn Cecilia chịu tử đạo sau này. Từ thời cải cách, thánh nhân thường được vẽ chân dung với cây đàn violin hoặc đàn organ. Về sau này, thánh nhân đã được rất nhiều ca đoàn trên toàn thế giới trong giáo hội chọn ngài làm thánh nhân quan thầy. Mừng lễ kính thánh nhân hôm nay, vậy thử hỏi chúng ta học được gì từ thánh nhân? Qua cuộc đời can trường và thánh đức của thánh Cecilia, chúng ta có thể rút ra được một vài bài học như thế này. Điểm thứ nhất là niềm tin mạnh mẽ. Niềm tin mạnh mẽ có thể biến đổi một con người bình thường thành những con người phi thường và cao cả. Cũng như biến những con người sang trọng, quen hưởng thụ thành những con người dám xả thân vì lý tưởng bác ái và yêu thương. Khi bị bắt và bị điệu tới trước mặt quan tổng trấn Amakio vì tội lo lắng chôn cất xác của các vị tử đạo, quan tổng trấn hỏi ngài: "Tại sao các ngươi không chấp hành lệnh của ta mà cứ còn quan tâm đến những tử tội mà ta đã kết án?" Thánh Cecilia trả lời: "Thật là một điều đẹp lòng Thiên Chúa khi chúng tôi xứng đáng được làm nô lệ cho những người bị ngài kết án là tử tội." Sau cái chết của Valerio và Tubitio, thánh Cecilia bán tất cả những gì còn lại, phân phối cho những người nghèo khó. Khi quan tòa điều tra về tài sản của mình, thánh nhân trả lời không một chút sợ hãi: "Tất cả đã được phân phối cho những người nghèo khó rồi." Quan bắt Cecilia phải đốt hương tế thần. Thánh Cecilia trả lời: "Thần của quý vị chỉ là đá, là đồng và là chì." Các binh lính đứng đó tỏ lòng tiếc thương cho một người con gái sang trọng sắp phải chết, có khuyên rằng: "Cô sang trọng và trẻ đẹp, hãy dâng hương tế thần đi. 20 tuổi đầu, chết thật là quá uổng." Thánh Cecilia liền trả lời: "Các ông không biết rằng chết vào tuổi tôi không phải là đánh mất tuổi trẻ, nhưng là một sự đổi trác sao? Thiên Chúa sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần cái mà người ta dâng hiến cho ngài. Các ông có lưỡng lự như người ta đem quý phi để đổi lấy một vật tầm thường không?" Và điểm thứ hai là Thiên Chúa yêu thương và luôn bảo vệ những ai biết tin tưởng tuyệt đối nơi ngài. Thánh Cecilia đã can đảm tuyệt đối tin theo Chúa. Thánh nhân đã sống niềm tin ấy một cách anh hùng, dường như không có gì có thể thay đổi được ngài. Bên cạnh cái vẻ sang trọng của một cô gái quý phái, dưới lớp áo thêu vàng, Cecilia thường mặc thêm một mảnh áo nhậm.
Và Cecilia làm thế để nói lên một quyết tâm muốn từ bỏ những quyến rũ của trần gian và quyết tâm một lòng đi theo Chúa đến cùng. Để thưởng cho những hy sinh và lòng yêu mến Chúa nồng nàn như vậy, Chúa đã trao cho Cecilia luôn được nhìn thấy thiên thần hộ phù bên cạnh mình. Có lẽ đây chính là lý do làm cho thánh nhân Cecilia có thể dễ dàng chấp nhận sự xếp đặt của gia đình trong việc thành hôn với chồng mình là Valerio. Trong đám cưới linh đình và sang trọng, chiều về, Valerio như say như mê trước sắc đẹp và vẻ đẹp quyến rũ của người mình yêu. Nhưng Cecilia không để cho chàng phải chờ lâu. Cecilia bảo ngay cho chàng một tin vui. Thánh nhân vui vẻ nói với chồng mình: "Thưa anh, em có điều này muốn nói với anh. Không một bàn tay trần tục nào được động chạm vào con người của em, vì em có một thiên thần luôn bảo vệ. Nếu anh biết tôn trọng em, thì Thiên Chúa sẽ yêu mến anh và sẽ ban ân phúc cho anh." Vừa ngạc nhiên, vừa cảm kích, Valerio ao ước được nhìn thấy thiên thần. Cecilia đề nghị anh đến gặp Đức cha Ubano đang ở trong hang toại đạo. Vào trong hang toại đạo, anh đã gặp Đức Giáo Hoàng và một thời gian sau anh được rửa tội. Lúc trở về, anh thật ngỡ ngàng khi nhìn thấy hai thiên thần cầm hai mũ triều thiên trên tay đang đứng cạnh Cecilia đang lúc chị cầu nguyện. Và từ giây phút đó, hai người tự nguyện dâng trọn cuộc đời cho Thiên Chúa. Bên cạnh đó nữa là khi Tổng trấn Amakio đã ra lệnh chém đầu Cecilia. Nhưng những tên lính hành hình đã không thể nào kết thúc cuộc đời của ngài. Họ đã chém tới 3 lần, nhưng đầu của thánh Cecilia vẫn không chịu lìa thân xác. Phải đợi cho đến khi Đức Thánh Giáo Hoàng tới để ban những bí tích cuối cùng cho chị, chị mới an nghỉ trong Chúa. Đây chính là phần thưởng Thiên Chúa đã dành cho những ai biết tin tưởng và yêu mến ngài. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con và xin cho mỗi người chúng con cũng biết bắt chước gương can trường sống đức tin vào Chúa như thánh nữ Cecilia đã làm, để cuộc sống của mỗi người chúng con trở nên đời này thực sự là cuộc đời của những người con cái Chúa, và mai sau chúng con được hân hoan đón mừng trong ngày vinh phúc. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.